Dạ vâng, xin chào các bác nhá. Hôm nay cuối tuần chủ nhật đúng không ạ? Em lên cho các bộ on cue với 9A. Phục vụ cho những bác nào thiết kế phòng ngủ, phòng khách. Bộ này thì ưu tiên để phòng khách các bác nhá. Ưu tiên để phòng khách bởi vì bộ này rất đẹp. Đời cao. FRX9A. Thiết kế theo kiểu loa full loa kiểu full Vecli phủ bóng ấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Bát tiêu chuẩn của hãng là bát 15. Đo theo góc vát là 13. Được chưa ạ? Đó. Tép là dòng chép đom lón lụa rất mềm. Tuyệt vời các bác nhá. Chức năng thì full luôn. CD chạy, MD chạy. Kết nối điện thoại ok. Kết nối Smart TV thoải mái, được chưa ạ? Để kết nối với Smart TV thì các bác sẽ dùng cho em một cái dây quang. Đây. Một đầu như này cắm vào TV, đầu còn lại cắm vào gì ạ? Đây. Được chưa ạ? Đấy, một đầu cắm đây, đầu cắm vào TV. Nhớ cho em là hai cổng quang thì phải cắm cổng in. Súp có một cổng, nó là cổng out. Thì các bác sau này bị mà cần thêm giải trầm, cắm thêm súp đây cho em. Được chưa ạ? Cầu loa nhớ kẹp cho em đúng màu là được. AV thì lưu ý cho em ở đây là nó sẽ có gì ạ? 5 cổng. Trong nó chia ra làm gì ạ? 2 cổng ra, 3 cổng vào. 2 cổng ra là xen kẽ giữa 3 cổng vào. Thế thôi ạ, đơn giản vậy thôi. Đấy, hình thức thì các bác nhìn nhá. Rất đẹp luôn. Series của loa là 1987, quá đẹp luôn nhá, 1987. Đấy. Hàng thì sản xuất tại Nhật các bác nhá. Made in Japan. Made in Japan tức là cả bộ này luôn là đồng bộ được sản xuất trực tiếp tại Nhật. Đấy, Onkyo thì họ có nhà máy tại Indo, China, Malai và thậm chí có cả Korea, Hàn Quốc. Bởi vì đấy là một Onkyo là một hãng rất là lớn. Thế nên là nhà máy họ đặt phủ rất là nhiều nước trên thế giới kiểu như Samsung ấy. Samsung có nhà máy tại Việt Nam, Ấn Độ. Đấy, và một phần nữa là có cả nhà máy như em nhớ không nhầm là ở bên Hàn Quốc nữa là ba nước. Đấy. Còn có rất là nhiều hãng tức là họ quy mô sản xuất của họ lớn ấy, thế nên họ phải đặt nhà máy rải rác ở khắp các nước. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì đây là mặt hàng mà được sản xuất trực tiếp tại Nhật luôn. Các bác nhá, made in Japan để phục vụ cho những bác nào thích kiểu Nhật là phải made in Japan, được chưa ạ? Với bộ này thì các bác nghe được đa thể loại nhạc, remix, bolero hay là nhạc không lời guitar thoải mái. Bởi vì con này nó được trang bị một con chép dom để phục vụ cho những bác nào thích nghe nhạc bolero. Phục vụ một con bass 15 tiêu chuẩn của hãng để cho những bác nào thích nghe nhạc remix. Đa chức năng. Quang, CD, điện thoại, máy tính, TV thoải mái. Được chưa ạ? Tuy nhiên em bán đây phần chính đó là gì ạ? Quang, điện thoại, máy tính. Còn CD, MD thử thêm cho vui, được chưa ạ? Còn nếu bác nào dùng thì nhớ là phải dùng đĩa xịn cho em nha. Bộ này thì hôm nay là cuối tuần, em để các bác giá là 2,6 triệu. Các bác nhá, để cuối tuần 2,6 triệu. Và em combo tặng thêm các bác một cái dây quang 250.000. Đấy. Combo sản phẩm tặng kèm là 250.000, một dây quang, một dây điện thoại, được chưa ạ? Nha. Một dây quang, một dây điện thoại, combo là 250.000. Đó là phần quà đi theo kèm các bác. Và ưu tiên bác nào nếu chuyển khoản hết, em bao ship luôn. Kể cả vào tới Cà Mau nha. Nếu chuyển khoản hết, em bao ship. Được chưa ạ? Nếu trong bộ này bác nào chuyển khoản hết em bao ship, còn nếu bác nào cọc thì thanh toán tiền vận chuyển còn lại cộng thêm phí ship cho em. Được chưa ạ? Nếu chuyển khoản hết tặng thêm quà. Tức là không chuyển khoản hết hay cọc thì vẫn tặng thêm quà rồi nha. Nhưng khuyến khích nếu bác nào chuyển khoản hết luôn em free ship. Đấy. Vào đây từ ship từ đây vào Cà Mau thì em ship hết. Được chưa ạ? Nhà em là ship toàn quốc. Thế nên là bác là cứ chuyển khoản hết em bao ship, còn nếu cọc thì các bác thanh toán tiền hàng còn lại cộng phí ship. Ok chưa ạ? Hôm nay cuối tuần em chơi lớn luôn. Sau đây em lên bản nhạc mời các bác nghe thử nhá. Em mở một bản nhạc trẻ để có một tí remix để các bác nghe thử cái chất tép của nó cho nó chuẩn nhá. Bác nào muốn nghe chuẩn bát chuẩn tép thì đeo tai nghe vào giúp em. Gầm em từ buổi xem nhạc. Giọng ca ngọn em xiên bao. Lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào. Tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn. Lòng anh thầm nghe phấn vương. Từ sao ấy đến
mà sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chờ vui lấy chồng như người ta hát siêu chờ đêm bao giờ ngày một cốc thôi để anh xin thêm sớm mơ đành ngóng mỗi tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếm sau ta gặp nhau. Dạ vâng, với bộ này thì có yên tâm mình sử dụng không bao giờ sợ thiệt thòi các bác nhé. Mua là được. Thứ nhất, hàng của Nhật. Thứ hai, sản xuất tại Nhật. Thứ ba là gì ạ? Phun chức năng. Đấy, và thứ tư, đang được khuyến mại tặng quà. Đó. Đây là cơ hội vàng để các bác sử dụng nhá. Loa bát ở đây là bát 10 đo theo tiêu chuẩn của hãng này. Đấy, nó rơi khoảng bát 15. Còn nếu mà đo theo góc bát này thì nó rơi 13, được chưa ạ? Vỏ loa thì là rộng là 16.5 và cao của nó đạt là 27. Chiều sâu của nó đạt 13, tính ở căng là 14. Rộng của máy 20.5, sâu là 34.5 và cao là đạt 15 cm. Ok chưa ạ? Đấy là về chức năng nghe trên điện thoại. Còn đây là đường quang các bác nhé. Quang chuyển cho em về chế độ gì ạ? Digital. CD thì cho thêm đĩa cho em. Đường quang nhá, đây là đang kết nối Smart TV. Còn đây là gì ạ? Đây là CD. Đấy, các dòng này thì về là nó mắt nó cũng bị hao một phần rồi, thế nên là các bác về phải nhớ dùng đĩa xịn cho em nhá. Đấy. Đĩa của em nó chỉ hơi xước tí thôi, là mắt nó đã đọc nó đã vấp tí rồi, nên các bác phải dùng đĩa thật xịn cho em. Cái này nói chung là ở đây thì ví em test đây thì có thể được, nhưng về các bác dùng đấy cũng mà ví dụ mà mốc mà nó không chạy được thì cái này mình có thể bỏ qua luôn giúp em nhé. Tại vì là cái hàng này em nói rất là rõ, visa nào nói rõ rồi thì các bác phải thông cảm cho nhà buôn nhà bán, đó là cái mắt nó cũng về động kém rồi, nên là mình dùng được đến lúc nào thì mình dùng thôi nhá. Ok, đấy là CD này. Đấy, lách bài nó chuyển bài cũng rất là nhanh đấy, nói chung là phải đi xịn tí. Còn đây là MD này, em test nhanh một chút nhá, tại vì video thời lượng nó hơi dài. Đây là MD này. Đó. Ok nhá, đây là MD. Đấy thì bác làm mà chốt thì alo cho em nhá. Em xin chào và kết thúc video tới đây nhá.